Dạ con xin chào bà con chú. Mình xin chào các bạn. Bé cứ xem bồ câu. Bồ câu đâu con? Đó kìa. Đâu? Bồ câu trắng trắng kìa. Ừ. Đẹp không mẹ? Đẹp. Hôm nay có em bồ câu mặc ú. Em mặc ú luôn hả? Em làm gì đây không biết nữa. Em làm ú ừ, nhưng mà mai nổi em làm. Ừ. Ừ, rồi con đi lại con xem đi, quá chừng em bồ câu luôn kìa. Nhiều quá, còn một em với tên kìa mẹ. Hả, đâu? À, em đâu? À, em với tên đó luôn á hả? Dạ, nó ba á. Ừ. Ba nè. Hồi nãy nó ba con đó, nó chiếc. Còn em nay nó nằm lại, nó nằm lại. Ừ, nằm nó chơi á con. Nó nằm nó nằm nó ngủ. Hồi nay em mặc ú ú luôn rồi mẹ. Em ăn nhiều nên em mặc ú. Có bồ câu quá chừng luôn nè cả nhà ơi. Ừ. Nhìn dễ thương ghê luôn á. Ơ gì con? Ừ. Đây. Mấy em này núp ở trong đây núp nắng nè. Đó. Ừ, bồ câu mình nuôi nó thân thiện lắm. Ừ. Ôi đây là Nhi đó. Đó. Ừ. Con tới gần nó sợ con nó đi á. Ừ. Thích không? Ừ. Em bầu câu ăn bánh mì nè. Đúng rồi con. Ừ. Ừ, cái này mà có gạo á cho nó ăn nó phái lắm. Đó kìa thấy chưa, em bu lại em ăn bánh mì kìa. Ừ. Đó kìa, bay quá chừng luôn rồi con đó. Ừ, bồ câu là ăn bánh mì đó, nó dành nhau nó ăn kìa. Thấy chưa? Thấy cưng quá à. Ừ. Đó kìa, thấy chưa, nó dành nhau nó ăn bánh mì đó, nó bu lại nhóc lên kìa. Rồi con lại gần con xem nó đi đó, đúng rồi. Đó, đi nhẹ nhẹ thôi, đúng rồi con. Con đi từ từ, con đi mạnh quá là nó sẽ bay mất. Đó, cưng ghê chưa. Mập quá đi hết nổi luôn à. Ừ. Đâu? Ừ. Chó kìa. Mấy em nằm nghỉ đằng kia rồi con. Đi đâu vậy? Sau này có em đây lẻ loi dữ vậy? Ừ. Ừ, ra ngoài đây nhiều nè. Ở ngoài đây có bánh mì nó ra nó ăn nè. Hả? Đây giống em này nè mẹ. Ừ. Em màu trắng nè mẹ. Em màu trắng đẹp quá à. Đẹp không? Ừ, quá đẹp luôn. Đó. Ui, nó đẹp quá mẹ ơi. Ừ. Nhìn dễ thương không? Dễ thương quá mẹ ơi. Em màu trắng kìa. Em màu trắng kìa mẹ. Ừ. Con thích nuôi bồ câu không? Ơi, em ơi, ừ. Em
Ủa hai em mèo trắng luôn, với ba em màu trắng luôn nè. Ừ. Lại đằng đó kìa, con lại đằng đó kìa. Cái đang ăn bánh mì đằng kìa, nó gần. Đó, bánh mì ngọt. Ừ. Bên kia có chậu kiển bông giấy đẹp quá. Ở đây nè con, ở đây nè. Ừ, đẹp. Quá đẹp luôn. Ừ. Ở đó đâu có đâu con, đây nè. Nó đi theo con kìa. Đó, thấy chưa? Cái em vịt nó đi theo con vậy đó. Ừ. Cô đi đâu mà nó cũng theo à. Ừ. Đúng rồi, nó bay nó mới xè ra, nó mới bay được chứ con. Ở đây nè, con lại đây nè. Con lại đây nè. Ừ, con lại đây nè, nó thấy chưa. Nó nằm nó nghỉ kìa. Con lại con quấy gối nó, nó đứng dậy nó đi à. Em mập. Mập quá. Đi cái tướng nó giống con vịt nhà con không? Giống. Rồi mình đi qua bên kia mình thăm hồ cá đi con. Dạ. Hồ cá bên kia. Ừ. Qua xem em cá này còn không? Con nhớ đường đi không? Ừ. 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 Mẹ thấy rồi con. Con đi nó chạy vèo 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 luôn rồi. Con nhớ hồ cá ở đâu không? Ừ. Hồ cá chép khổng lồ luôn. Ừ. Mỗi lần mà Nhi vô đây Nhi ăn cơm chay á cả nhà, là Nhi phái đi ra thăm nó hồ cá lắm. Ừ. Ở trong đây là chùa nha cả nhà. Nhi hay đi vô đây ăn cơm chay với ăn hủ tiếu chay cả nhà. Mỗi lần mình ra thành phố Bảo Lộc là mình hay dắt nó vô đây ăn à. Đâu? Ồ, em cá khổng lồ luôn. Em cá chép đẹp á hen. Đâu con đếm thử được mấy con? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ừ. Chứ còn mấy em kia chui vô hốc đá rồi. Ừ. Nó rơi qua bên kia hết đây con. Hả? Cái ống hơi á con. Ừ. Ừ.
đẹp. Ừ, hổm mua một bầy luôn, chắc nó chui vô hốc đá hết rồi đó con. Cá đẹp quá. Em màu cam xinh đẹp không? Em màu cam, có em màu đen nữa là Nhi. Đó đó, em đang gọi lội 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 đó. Nước suối chảy ra từ vách đá đúng không? Nước suối trong thầm thì. Phật Quan Âm á con chắp tay lại con lại Phật Quan Âm đi, con xá đi. Hả? Ờ. Con xá bà đi. Nè mẹ nói con nghe nè. Chắp tay lại xá vậy đó. Ừ, giỏi. Nghe đi. Ừ. Rồi. Con chắp tay lại con xá bà đi. Ừ. Thì mẹ nói con nghe không? Rồi nghe thì làm đi. Chắp tay lại. Ừ. Nhi. Hai tay chắp lại con xá bà đi. Mẹ đi, mẹ Quan Âm chứ. Nào không có đụng vô đó con. Đúng rồi, giỏi. Phải xá mẹ như vậy á. Rồi đi ra đây nè con. Đây không có, mấy em cá gom ở bên đó hết rồi. À bên kia. Rồi đi lại đó, đi lại đó xem, đi lại đó xem. Đi lại đó xem đi con. Đó, xem em cá kìa. Đó, có lại cục đó đó. Ừ, đó, có em ở đây nè. Qua đây. Hả? Con leo nó đi. Đó kìa, đó. Thấy chưa? Con thấy rồi. Đừng té nha con, rớt xuống đó. Ừ, mẹ nắm tay mẹ nhấc xuống. Rồi, em chạy rồi. Ok, kìa, kìa. Kìa. Rồi đứng đó đi, đứng đó xem đi, đừng có lại xuống đó té đó. Nó chui vô hốc đá kìa đó kìa, thấy chưa? Rồi, thôi bây giờ con đói chưa? Dạ đói rồi. Rồi, đói rồi mình vô mình ăn hủ tiếu chay nha. Dạ. Ừ, trước khi đi con phải làm sao? Dạ con bao bà cô chú. Đây nè. Ừ, nó mê xem cá cả nhà. Rồi nè nè, con ba ông bà cô chú ấy nè. Dạ con ba ông bà cô chú. Con chúc bà cô chú nhiều sức khỏe ra cái con học nhé. Bye bye. Mình ba các bạn. Hẹn gặp lại sau. Bye bye. Rồi, đi con. Đúng tiêu rồi. Cái rồi con... đi. Đoạn đá này nhiều lắm luôn. Bước xuống cẩn thận. Ở đây mình nhảy.